Thưa quý vị, SAAC, câu lạc bộ Thiên Giang học nghiệp dư thành phố Hồ Chí Minh có hơn 10.000 thành viên đang sinh sống làm việc trên mọi miền Tổ quốc. Triển khai dự án Astro Kids, câu lạc bộ mong muốn tạo ra một sân chơi khoa học trực quan và độc đáo cho các em nhỏ. Tại Bà Rịa Vũng Tàu vào dịp hè mỗi năm, SAAC truyền cảm hứng tình yêu khám phá thiên hà vũ trụ cho gần 300 thanh thiếu nhi. Thành lập năm 2007, SAAC không chỉ là câu lạc bộ thiên văn học nghiệp dư tại thành phố Hồ Chí Minh mà còn là tổ chức sáng lập nên cộng đồng thiên văn học Việt Nam. Đến nay, câu lạc bộ có hơn 10.000 thành viên trên mọi miền Tổ quốc. Gần 10 năm qua, vào mỗi dịp hè, câu lạc bộ cử từ 20 đến 30 thành viên đến Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với nhà văn hóa thanh niên tỉnh thực hiện dự án Astro Kids. Đây là một sân chơi khoa học trực quan và độc đáo, giúp khơi dậy niềm đam mê thiên văn học và góp phần hoàn thiện vũ trụ quan của các em nhỏ từ 6 tuổi trở lên. Các hoạt động của các câu lạc bộ kính thiên văn tập trung vào việc là truyền cái đam mê của các em về yêu thích bầu trời, yêu thích những chòm sao đến với các bạn đoàn viên thanh niên trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vì thế thì hàng năm cứ mỗi dịp hè thì chúng tôi sẽ có một cái hội trại dành riêng cho các bạn yêu kính thiên văn để các bạn có thể tham gia và trải nghiệm được những vì sao trên trời. Tham gia trại hè khám phá thế giới thiên văn, vũ trụ, các em thiếu nhi có cơ hội tìm hiểu các chòm sao, dải ngân hà, tinh vân và các thiên thể trong hệ mặt trời thông qua các trò chơi tập thể, giải mật thư do các anh chị đến từ câu lạc bộ SAAC tổ chức. Các bạn trẻ sẽ được học những kiến thức về thiên văn, nó có vẻ là hơi khó và hơi cao siêu một chút thông qua những trò chơi rất là vui nhộn. Thì đây là cái hình thức mà câu lạc bộ sẽ triển khai đến cho các bạn nhỏ để các bạn vừa học vừa chơi và nhớ được những kiến thức mà nó khó một cách rất là gần gũi và tự nhiên. Thì đó là cái cách mà câu lạc bộ muốn truyền tải cái sự cảm hứng và yêu thích khoa học mà rất gần gũi đến cho các bạn. Các anh chị đã giảng cho con những về bầu thế giới, về những dòng sao, những hành tinh. Dạ là con có biết được một chút xíu đó là những dòng sao là đều có một cái tên và đặc trưng của những dòng sao đó. Hệ mặt trời có bao nhiêu hành tinh và hành tinh nào nóng nhất, hành tinh nào không có chạm vệ tinh. Điều đặc biệt nhất tại trại hè là các em được hướng dẫn cách sử dụng kính thiên văn để quan sát bầu trời đêm, từ đó tự mình chiêm ngưỡng khám phá vẻ đẹp của các chòm sao, thiên hà, tinh vân mà bấy lâu nay các em chỉ được biết qua thế giới cổ tích, những trang sách hay trên TV, trên mạng. Khi mà tận mắt nhìn thấy cái chòm sao đó ở trên bầu trời thì con cảm thấy rất là thích thú, tại vì từ trước đến giờ chưa bao giờ mà nhìn thấy ngoài đời. Câu lạc bộ sẽ hướng đến là những cái câu chuyện, những cái buổi dã ngoại mà trong đó các thành viên câu lạc bộ cùng với lại các bé và các phụ huynh bỏ qua những cái điều kiện sống mà thông thường, thì câu lạc bộ sẽ cố gắng là sử dụng các thiết bị quan sát nhiều nhất có thể để hỗ trợ cho các bé và các gia đình có thể quan sát được nhiều nhất có thể các vật thể trên bầu trời, để mục đích đó là đưa thiên văn đến gần các bạn nhỏ hơn và từ đó là đến gần với cộng đồng. Mỗi năm cử từ 20 đến 30 thành viên đến Bà Rịa Vũng Tàu vào dịp hè. Câu lạc bộ Thiên văn học nghiệp dư thành phố Hồ Chí Minh và dự án Astro Kids sẽ tiếp tục hành trình mang đến những trải nghiệm thú vị và bổ ích cho hàng trăm thiếu nhi tỉnh nhà, giúp các em hiểu thêm về vũ trụ và thiên văn học.